vâng, thì trước khi niềng thì răng em có hơi bị khấp khảnh ấy. Thì khi mà nói chuyện và cười thì rất là không tự tin. Còn sau khi niềng thì khi mà hàm răng của mình nó đều rồi ấy, thì nói chuyện và giao tiếp thì nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Hàng ngày thì em vẫn đánh răng buổi sáng và tối. Còn sau khi ăn thì mình có thể là vệ sinh lại bằng cách là đánh răng và dùng chải nha khoa ấy. Dạ vâng, em rất là vui nhưng mà cũng rất là vui khi là lần đầu tiên có hàng răng đẹp mà lại được các bạn phỏng vấn như thế này. Em rất là hài lòng với hàng răng của mình sau khi niềng. Vì khi mà niềng xong thì nhìn nó hàm răng mới đẹp thì rất là tự tin.